trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta tắt tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan vẫn chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào chạy bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Điều bình quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Vì con tim ta đã ước nguyện cùng nhau, qua anh kề vai niềm bình quang ta chia sẻ cùng nhau. Và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết dẫu lầm thác cần trèo leo trên gian gian nan, ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó nó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng, vượt hết những ngày vinh quang từng còn xa. Đoạn cuối này tôi rất muốn cùng hát chung cùng tất cả các bạn. Chúng ta cùng nhau hát là cách ca khúc kì quá, thằng làm nó cách ca khúc kì. Lam ơi, lên Lam ơi. Xin cảm ơn. Xin cái lộc luôn Lam. Các bạn. Ơi, Tuấn Anh coi cách Tuấn Anh. Lam ơi. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên ba cái lộc Lam ơi. Đừng khó. Ba cái lộc. Đừng buồn nhé. Bớt đi. Bớt. Vì cuộc đời đời mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rằng tốt lên Lam ơi. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
là một em để cảm ơn thầy. Nhờ thầy đã dìu dắt các em nhận được những cái thành tích, những cái thành tích của đám này. Xin rất là cảm ơn thầy. Ôm cái. Rồi. Chiến đấu mới là động với tinh thần cao nhất. Thậm chí chỗ em cãi mà chân đau như thế mà cũng phải băng chân vào sân tiếp tục thi đấu. Phải nói như cái đó là quý với thầy. Sự chia sẻ lập tiếp cho những cái năm kế tiếp. Thầy rất vui, đó là thầy rất vui, thầy xin trân trọng và cảm ơn tất cả các em đồng đội được ngày hôm nay. Cái đây gửi cô Giang thương lắm. Động lại những tháng ngày gian khổ qua đi, ngôi trường tôi Nguyễn Trân bây giờ.